Hình ảnh nữ chủ mưu vụ truy sát quân xa lộ. Bị cáo Võ Thủy Linh, 32 tuổi, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác truy sát quân xa lộ. Sáng ngày 21 tháng 3, tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với 16 bị cáo trong vụ truy sát Mai Văn Quân, sinh năm 1966, tức quân xa lộ. Một giang hồ tại khu vực giáp danh thành phố Thủ Đức và Bình Dương bị sát hại vào tháng 11 năm 2019. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố Võ Thủy Linh, 32 tuổi, Lý Văn Tư, 46 tuổi, ngụ Tây Ninh, Nguyễn Tiến Minh Tài, 41 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức và 10 người khác về tội giết người. Lê Thị Tuyết, giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế, Phạm Nhật Nam, con trai Tuyết và Lê Tuấn Vũ, cháu của Tuyết, bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Trong phiên tòa lần trước, bị trả hồ sơ điều tra bổ sung và tại phiên tòa lần này, nữ bị cáo Võ Thủy Linh có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình khi bị cáo này sút hơn 50kg sau khi bị bắt. Năm 2021, luật sư bào chữa cho bị cáo Linh cho biết quá trình bị tạm giam, Linh từng bị ép không và chuyển sang ăn chay. Linh bị cáo buộc với vai trò chủ mưu khi đã chỉ đạo các bị cáo khác truy sát quân xa lộ. Tuy nhiên, nữ bị cáo phủ nhận vai trò chủ mưu vụ án, không thừa nhận gọi người tới chém ông Quân và không hứa hẹn lo hết nếu có chuyện gì xảy ra. Theo kết luận điều tra và cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp mua bán nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và việc đăng bài nói xấu Lê Thị Tuyết là bạn của Võ Thủy Linh trên các trang mạng xã hội nên giữa Võ Thủy Linh và Lý Văn Tư có xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn, anh Trung. Khi Mai Văn Quân là bạn của anh Trung đến nhà chơi thì anh Trung còn nói cho Mai Văn Quân nghe về mâu thuẫn với Võ Thủy Linh. Vào khoảng 22 giờ 50 ngày 4 tháng 11 năm 2019, tại quán karaoke trên đường Khổng Tử, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức, giữa Quân xa lộ với Linh và Tư có nhắn tin qua lại nói chuyện và thách thức gặp nhau để giải quyết. Lúc này, Linh, Tư huy động khoảng 20 người chuẩn bị hung khí, mã tấu, dao tự chế, cây chĩa. Tập trung gặp nhau tại ngã tư Bình Thái rồi kéo đến quán karaoke để tìm Quân. Tại quán karaoke, nhóm người này chém Quân nhiều nhát gục tại chỗ và chết sau đó.